lên đĩa sau nó xin vàng cho Suốt tại tiệm xe khách. Lắp ráp xong như này. Anh em nào muốn lên thắng đĩa sau cho Suốt cứ qua tiệm xe khách nè. Tới địa chỉ 462/15, đường 302, phường 2, quận 10. Đó bao đẹp anh em. Đi địa kiểu luôn em ha. Heo nó xin vàng Thái Lan nha em. Quá đẹp. Bao thái ăn quá nhẹ nè ha. Lắp ráp và đặc biệt là không chê lồng đền nha em. Đây anh em coi nha. Không chê lồng đền ha. Tháo lắp dễ dàng như dinh. Thay dòng hình dĩa vá xe, thay vỏ lốp, cứ tháo lắp ra lắp lại như dinh nha em. Anh em tới địa chỉ 462/15, đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10. Còn ở xa thì Khánh sẽ gửi nguyên bộ cho anh em đem về ráp ha. Số điện thoại Khánh 0389910535. Rồi, chào tất cả anh em.